dinh dưỡng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu theo từng tháng ăn uống lành mạnh là điều kiện cần và đủ để mẹ bầu khỏe mạnh. Theo đó, thai nhi có thể phát triển toàn diện hơn. Sau đây là dinh dưỡng trong 3 tháng đầu thai kỳ. 1. Dinh dưỡng trong tháng thứ nhất. Tháng đầu của thai kỳ, cơ thể bắt đầu thay đổi, hormone nội tiết tố tăng lên, làm mẹ bầu thường xuyên có cảm giác buồn nôn và khó chịu bụng. Đó chính là dấu hiệu của ốm nghén. Lúc này, thật khó để có thể kết hợp ăn uống đủ chất và giúp làm dịu cơn thai nghén. Nhưng các mẹ đừng lo, hãy áp dụng chế độ dinh dưỡng trong tháng đầu mang thai như sau. Ăn một bữa ăn nhẹ dầu carbon hydrate khoảng 15-20 phút trước khi ra khỏi giường. Để sẵn ở đầu giường một lọ bánh quy mặn, các loại hạt, ngũ cốc hoặc trái cây sấy khô. Chia 3 bữa ăn chính thành 6 bữa nhỏ mỗi ngày. Chọn các thực phẩm dễ tiêu hóa, kết hợp ăn tinh bột cùng nguồn protein nạc từ thịt gà và cá. Đừng quên uống thêm sữa ít béo và bổ sung thêm các chế phẩm từ sữa vào buổi sáng và buổi tối. Uống nước giữa các bữa ăn chứ không nên uống trong bữa ăn. Tránh những món khó tiêu nhiều chất béo, chiên rán, ngọt hoặc cay. Chúng chỉ khiến tình trạng ốm nghén của bạn thêm tồi tệ mà thôi. Trong tháng đầu tiên này, bác sĩ thường khuyên bạn nên uống sắt, acid folic. Bổ sung dưỡng chất này là rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Bạn cũng có thể bổ sung thêm thực phẩm dầu folic như các loại rau xanh đậm, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu. Trong tháng đầu mang thai, tuyệt đối không ăn thức ăn chưa nấu chín như trứng sống, thịt tái, sashimi. 2. Dinh dưỡng trong tháng thứ hai. Tăng cân khi mang thai sao cho hợp lý là điều mẹ bầu cần phải biết. Trong 3 tháng đầu, bạn chỉ cần tăng khoảng 1-2 cân, hoặc đôi khi chỉ cần 0,4-1,7 kg cũng khá ổn, bởi nhiều mẹ vì sự tra tấn của chứng ốm nghén lại bị sút vài cân. Về vấn đề ăn cho cả hai, mẹ nên định rõ lại quan điểm, không phải ăn gấp đôi nhưng phải ăn thêm để đảm bảo lượng calo cần thiết hàng ngày tăng khoảng 300. Vì vậy, thay vì để ý đến kích cỡ khẩu phần ăn, bạn nên chăm sóc chất lượng món ăn của mình. Thực phẩm trong chế độ dinh dưỡng cho bà bầu tháng thứ hai nên đa dạng và nằm trong nhóm thực phẩm thiết yếu như các loại ngũ cốc, bánh mì, rau, trái cây, sữa. Các chế phẩm từ sữa, thịt và các loại đậu. Ngoài ra, cố gắng hạn chế thức ăn nhiều calo, chất béo và đường. Sắt, acid folic vẫn đóng vai trò quan trọng trong tháng này. Ngoài ra, nhớ uống 2 ly sữa ít béo mỗi ngày vì đây là nguồn bổ sung canxi tuyệt vời. 3. Dinh dưỡng trong tháng thứ 3. Trong 2 tháng đầu tiên của thai kỳ, có thể chuyện ăn uống không phải đề tài yêu thích của bà bầu bởi tác dụng phụ của buồn nôn, mệt mỏi, mất ngủ. Tuy nhiên, một khi đã bước qua tháng thứ 3, tình hình sẽ dần chuyển biến tích cực hơn, cảm giác khó chịu do chứng ốm nghén đang giảm đi trông thấy. Lời khuyên dinh dưỡng cho bà bầu tháng thứ 3 này như sau. Tạo thói quen ăn nhiều rau và trái cây trong bữa ăn, giảm đồ ăn vặt không thân thiện, nhiều calo, ít dinh dưỡng như đồ ngọt, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến. Thay vào đó, chọn món giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như các loại hạt, trái cây sấy khô. Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm chất lỏng từ nước trái cây tươi, súp, canh. Lượng sữa ít béo giàu canxi tăng lên 3-4 ly một ngày. Tiếp tục bổ sung vitamin, khoáng chất do bác sĩ kê đơn. Hy vọng các mẹ bầu có thể áp dụng khoa học chế độ dinh dưỡng trên đây để có được một thai kỳ khỏe mạnh.